Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên có quy mô hơn 190 ha, được thực hiện tại xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Tân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Thời gian qua, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận để người dân giải phóng mặt bằng. Theo đó, xã Quảng Lãng có diện tích đất nằm trong dự án là hơn 100 ha, xã Xuân Trúc gần 50 ha. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, huyện Ân Thi đã giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện các bước, trong đó đã phối hợp với chủ đầu tư và ủy ban nhân dân hai xã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, kiểm kê, kiểm đếm cây cối hoa màu, mô mả trong khu vực dự án. Hiện nay hai địa phương đã cơ bản di chuyển xong gần 250 ngôi mộ ra khỏi mặt bằng dự án, tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trích lục khu đất, các thửa đất, lập danh sách các hộ để thực hiện các bước tiếp theo. Trong quá trình thực hiện thì vẫn có một số cái vướng mắc, ví dụ như là người dân vẫn còn đề nghị về bồi thường hỗ trợ cây cối, hoa màu trên đất, và hai nữa là về cái hộ số K. Đối với những cái thuộc thẩm quyền thì chúng tôi đã phối hợp với cả ban quản lý dự án tuyên truyền và trả lời người dân. Còn về cây cối, hoa màu trên đất thì chúng tôi đã tuyên truyền, cái này có bảng giá của tỉnh quy định. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn có ý kiến để báo cáo với lãnh đạo cấp trên để xem xét cái việc này. Cơ bản là người dân đồng thuận rất là cao.